Phục vụ. Dạ. Nhìn cô ta ăn mặc quê mùa như thế, chắc lại được anh Nam bao nuôi rồi. Anh Nam, lâu lắm rồi em mới thấy anh tới đây. Sếp của em cứ nhắc anh mãi đấy ạ. Đã vừa rồi tôi đi công tác, cứ cho tôi thực đơn như cũ nhá. Dạ vâng, anh đợi em một chút nhé, để em vào nhà bếp chuẩn bị ạ. Cô ơi, cho tôi gọi đồ với. Này, gọi gì? Gọi nhanh lên, nhà hàng bận lắm. Thế thì cho tôi một lẩu cá tầm luôn nhé. Cô đi một mình đấy à? Vâng. Này, cô có biết là quán này không tuyển nhân viên rửa bát không ạ? Việc đấy thì liên quan gì đến tôi nhỉ? Gọi cho đấy xong, xong không có tiền trả hay làm gì? Tôi gọi đồ chắc chắn tôi sẽ có tiền trả. Cô không cần phải lo đâu. Đã nghèo rồi là còn sĩ nữa. Muốn vác xác vào nhà hàng sang trọng này thì phải tự nhìn lại bản thân của mình đi. Khiếp, nhìn cô như là ở cái đầu đường xó chợ xó xỉnh nào chứ ra ấy chứ. Không lo làm sao được. Này cô, tôi không ngờ là ở trong một cái nhà hàng khách sạn sang trọng như thế này lại có một nhân viên khinh thường người khác như cô đấy. Ngày hôm nay nếu như mà cô không xin lỗi tôi ấy thì tôi không bỏ qua cho đâu. Gì? Mày bắt tao xin lỗi một con ăn mày như mày á? Mày điên à? Dầu à? Mày mà không cút khỏi đây thì đừng có trách tao, tao lôi cổ mày ra ngoài đấy. Tôi không đi. Nếu như mà cô không xin lỗi tôi sẽ không đi đâu cả. Tao phải dạy cho con ăn vạ như mày một bài học mới được. Này cô ơi, cô làm gì đấy? Gọi chủ cô ra đây. Cái con này, mày là cái thá này mà lo gọi chủ tao ra đây hả? Này, cô đang hơi quá đáng rồi đấy. Không phải việc của chị đâu, chị tránh ra đi. Này này, cô làm cái gì vậy? Anh Nam, cô ta ầm ĩ làm phiền đến anh ạ. Anh thông cảm, em sẽ đưa cô ta ra ngoài ngay ạ. Người đang làm ầm ĩ ở đây là cô mới đúng đấy. Chị nói vậy là sao ạ? Khách hàng nào cũng là khách. Tại sao cô lại tỏ vẻ khinh thường khi mà người ta ăn mặc nghèo nàn thế này chứ? Nhưng mà cô ta sẽ làm ảnh hưởng đến nhà hàng ạ. Thế chẳng lẽ bây giờ tôi ăn mặc quê mùa như thế này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến nhà hàng? Không, chị là được anh Nam đưa đến. Đương nhiên là em sẽ không thái độ như vậy với chị rồi. Cô đừng tưởng là tôi không nhận ra cái ánh mắt của cô khi mà tôi bước chân vào nhà hàng. Gọi quản lý của cô ra đây. Anh Nam, em biết em sai rồi. Anh đừng gọi quản lý của em được không ạ? Em hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu ạ. Cô ra ngoài đi. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị ạ. Em xin phép. Cô có làm sao không? Tôi không sao, cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Sau này cô ra ngoài đường nhưng phải cẩn thận một chút. Dù sao thì cũng phải để ý bản thân mình một chút. Chứ nếu không gặp mấy cái trường hợp khó xử này thì khó lắm. Vợ tôi nói đúng đấy. Là phụ nữ cũng phải biết bảo vệ bản thân mình một chút. Tôi biết rồi, lần sau sẽ không có chuyện như thế nữa đâu. Bây giờ tôi còn có việc, xin phép hai người tôi đi trước. Thôi, mình đi ăn thôi. Anh dễ. Cậu này có việc gì? Đúng với chị, anh hiểu em. Em hết tiền tiêu, anh cho em xin đi. Chẳng phải từ đầu tuần tôi chuyển tiền cho cậu rồi sao? Đâu hết rồi? Thì cái tiền đấy em đầu tư một số gái nhưng mà bị thua lỗ. Bây giờ tiền ăn em cũng không có. Cậu cần bao nhiêu? Dạ em cần 50 triệu. Tôi chuyển cậu ở đây. Nhưng mà nhớ này, đây là lần cuối cùng tôi cho cậu tiền đấy. Dạ, em biết rồi, ảnh đúng là số 1 luôn ạ. Nếu như cậu mà còn đến đây xin tiền tôi nữa, tôi sẽ nói với chị gái của cậu đây. Rồi em biết rồi, anh cứ lôi chị gái em ra dọa em. Thế em đi trước nhá. Vợ, hôm nay em bận gì sao mà không chờ anh đến? Anh cứ xem cam ở nhà hàng đi là biết ngay ấy mà. Cô nhân viên này thái độ đúng không chấp nhận được. Dạo gần đây em thấy nhiều khách hàng phản ánh về thái độ nhân viên ở bên nhà mình không tốt.
Thế nên là em mới muốn tới đấy thử lòng nhân viên giúp anh đấy. Em nào cũng tốt nhất với anh, suy nghĩ cho anh thôi. Em không đùa đâu. Thế bây giờ anh tính như thế nào? Thế sẽ làm theo quyết định của công ty thôi. Alo, cậu nói nhân viên tên Lan ngày mai đến công ty gặp tôi nhé. Những người mà làm sai sẽ phải trả giá cho những hành động của mình, có phải không em? Dạ, thưa sếp, em nghe cô nhân viên nói là sếp có muốn gặp em ạ? Tôi muốn cô giải thích cho tôi biết về chuyện cô cãi nhau với khách hàng ngày hôm qua. Sếp, tất cả là do cô ta đấy ạ. Tại vì cô ta ăn mặc bẩn thỉu, em bảo cô ta gọi đồ thì cô ta không gọi đồ. Mà em sợ ảnh hưởng đến nhà hàng, thế nên em mới đuổi cô ta ra ngoài ạ. Tôi nói rồi, một khi khách hàng vào nhà hàng của chúng ta thì phải tiếp đón cho tử tế. Đừng tỏ thái độ bất lịch sự khi họ ăn mặc không sang trọng. Dạ vâng, em biết là em sai rồi ạ. Tôi nghe quản lý nói rồi, anh ta đã nhắc nhở cô nhưng mà cô không chịu thay đổi. Vậy nên cô đã vi phạm quy định nhà hàng chúng tôi. Tôi quyết định sa thải cô. Cô đi về thu dọn đồ đạc đi. Tiền lương tháng này tôi sẽ trả đủ của cô. Sếp, em biết là em sai rồi. Em biết lỗi của mình rồi ạ. Sếp có thể tha thứ cho em lần này được không ạ? Mời em cô đi ra ngoài. Tôi thì phải làm. Sếp... Tôi không nhắc lại nữa đâu. Này, tôi gọi anh cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Sao bây giờ mới tới? Rồi đừng có giận, thông cảm cho anh tí, đường tắc quá. Thế có chuyện gì mà gọi anh gấp đấy? Tôi vừa bị đuổi việc rồi, tức chết đi được ấy. Rồi ngoan đấy, đuổi việc thì thôi, ở nhà anh nuôi à? Thôi, đừng có bốc phét nữa. Cái loại ăn không ngồi rồi, không công việc như anh, lấy tiền đâu mà nuôi tôi hả? Không công việc thì làm sao? Em quên là anh có quả anh rể à? Anh rể mới cho anh tiền đấy, đủ cho mình ăn chơi đến hết tháng luôn. Anh nói thật á? Thật chứ còn gì nữa. Thế bây giờ anh đưa em đi ăn đồ ăn ngon để cho thoải mái đầu óc nhá. Em cảm ơn anh nhá. Đúng là chỉ có anh mới tốt với em nhất thôi. Được rồi đi. Đúng là cô ta rồi. Cô làm cái gì thế hả? Lại muốn gây sự với tôi à? Chính là cô. Tại cô mà tôi mất việc. Cô mau đền bù cho tôi đi. Tôi làm cái gì mà cô bảo do tôi? Rõ ràng là cô thái độ với khách hàng. Mà cái nhà hàng đấy cũng may mắn khi không tuyển cô làm nhân viên đấy. Còn danh lịch cấp bổ đi. Nếu như mà cô tiếp tục ngang ngược mà không thấy lỗi sai như vậy thì cả đời này cô sẽ không khá lên được đâu. Cô dám chủ hiểu tôi đấy à? Tôi sẽ cho cô một bài học ngay bây giờ đây. Cô phát điên gì đấy à? Anh Hùng, tại sao anh và cô ta lại đi cùng nhau? Chúng tôi là vợ chồng, đi với nhau không phải điều đương nhiên hay sao? Các người, có phải các người ghen ghét tôi nên giờ chọn đuổi việc tôi đúng không? Tại sao tôi phải làm như thế? Rõ ràng tôi là chủ của một cửa hàng, tôi không việc gì phải làm khó dễ một nhân viên như cô cả. Tôi thấy ấy, sau này trước khi cô làm việc gì, cô hãy suy nghĩ thật kỹ vào, nghĩ xem ấy, việc mình làm đã đúng hay chưa, để sau này đỡ phải hối hận vì điều đấy. Đủ giả tạo, đợi đấy. Em sao chứ? Em không sao, mà cũng xong việc rồi, mình đi về thôi. Anh Hùng, có phải anh lại cho tiền được Duy của đúng không hả? Đây là lần cuối cùng rồi. Anh đã nói với thằng bé là nếu như nó mà còn tìm anh sẽ nói cho em biết. Em biết là cái số tiền này nó không đáng gì so với chúng ta cả. Nhưng mà anh thấy không, cứ mỗi lần anh cho tiền thằng Duy xong ấy, em thấy thằng bé chả làm cái gì cả, nó bị phụ thuộc vào mình ấy. Em không muốn sau này thằng Duy nó trở thành một người vô dụng đâu. Em biết trước đây anh không đúng, nhưng mà em tin anh đi, anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu. Anh nhớ phải giữ lời đấy nhá, đừng thấy nó tỏ vẻ đáng thương là anh lại mủi lòng rồi lại cho tiền nó tiếp đấy. Anh mà cứ như thế là em sẽ đi về quê ở với bố mẹ luôn đấy. Anh biết rồi, sau này anh sẽ nghe lời em hết nhá. Anh biết như thế là tốt, nhớ đấy.
Chị Chi, sao chị lại ở đây à? Thì ra đây là chị gái lắm tiền mà anh bảo đấy à? Em nói ít lại đi. Chị Chi, đây là Lan, bạn gái của em ạ. Duy này, chị có chuyện riêng muốn nói với em. Em vào trong trước đi, lát em vào sau. Anh phải nhanh lên đấy nhá, chứ ở trong nhà một mình thì chán lắm đấy. Đi đi. Có chuyện gì chị nói đi ạ. Cô ta là bạn gái của em à? Em và cô ta không hợp nhau đâu, chia tay đi. Chị nói linh tinh cái gì vậy à? Chị là chị gái của em, chị không bao giờ làm điều gì xấu cho em cả. Nghe lời chị đi. Chị Chi này, em cũng lớn rồi, yêu ai là chuyện của em, chị đừng có xen vào. Với cả là chị có tiếp xúc với cô ấy bao giờ đâu mà chị bảo hợp với cả không hợp. Em nhất quyết vì cô ta mà cãi lời chị đấy à? Đúng vậy, chị đừng có xen vào chuyện của em nữa. Với cả chị cũng phải để cho em được hạnh phúc chứ. Thôi được rồi, nếu như mà em đã nghĩ chị ích kỷ như thế, vậy thì từ giờ em đừng bao giờ xin tiền chị và anh Hùng nữa. Em tự lo liệu cho cuộc sống của mình đi. Có như thế nào ấy, cũng đừng đến tìm chị. Chị Chi, chị Chi. Có chuyện gì với em? Anh không biết đâu, lúc nãy em tới nhà Duy, em thấy Lan, cô nhân viên cũ của công ty anh ấy, hiện giờ đang là người yêu của nó. Tức thật đấy, em khuyên như thế nào mà nó cũng chả chịu nghe. Em cũng biết tính cách con bé mà, một khi mà Duy đã hết tiền ấy, thì nó sẽ không chịu khổ cùng thằng bé đâu. Em cũng mong là như thế, chứ nếu không hai đứa đấy mà cưới nhau về, chắc là nhà mình không có phút giây nào yên ổn mất. Duy là con trẻ mà, em cứ để cho nó tự nhận đi. Bây giờ mà em gắt gao quá ấy, thì tình chị em sẽ sứt mẻ đấy. Thì từ bây giờ em cứ kệ nó vậy. Anh Duy. Lan, sao em lại đến đây? Anh Duy này, em mới thích một cái túi sách đẹp lắm, anh cho em 5 triệu để mua nhá. Nhưng mà anh còn có mỗi 2 triệu để lo tiền ăn uống cho hai đứa thôi. Nhưng mà cuối tháng này lấy lương anh đưa em nhá. Thế mà anh nói là anh nuôi tôi. Thì ra là anh nói mồm thôi. Đã thế thì chia tay đi, tôi không thể sống với hoàn cảnh thế này được. Không, anh không đồng ý chia tay đâu. Anh không có nhưng mà chị gái anh có. Để anh đi vay tiền chị ấy, em về nhà đợi anh nhá. Con đừng làm gì nữa, đi đi. Cậu đi bây giờ. Được rồi, để anh đi ngay, nhớ đợi anh đi nhá. Đúng rồi. Chị Chi, sao chị không nghe điện thoại của em ạ? Em tới đây làm gì? Em đã chia tay với đứa con gái kia chưa? Sao chị cứ muốn chia rẽ tình cảm của em với Lan thế ạ? Nếu như mà em chưa chia tay cô gái ấy thì chúng ta chả có gì nói với nhau cả. Em đi đi. Chị đừng có linh tinh nữa. Chị chuyển tiền cho em đi, em sẽ chết đói đến nơi rồi đây này. Nếu như mà em muốn tự quyết định cuộc sống của mình ấy thì em cũng phải tự thân vận động đi kiếm tiền đi. Chị và anh Hùng không có nghĩa vụ phải nuôi em, phải chu cấp tiền cho em nữa. Cái đấy em tự lo đi. Chúng ta đi thôi. Chị, nếu chị không chuyển tiền cho em sẽ không coi chị là chị gái nữa. Từ nay nếu như có ai bắt nạt chị, em sẽ không là chỗ dựa cho chị nữa đâu. Cái thằng này. Mày vì một đứa con gái người ngoài mà mày đến đây, mày dọa đạt chị mày à? Thôi được rồi, từ nay về sau mày có sống chết ở ngoài như thế nào, chị mày cũng chẳng quan tâm mày nữa. Anh rể, anh khuyên chị giúp em đi ạ. Chị của em nói đúng đấy. Chị của em nuôi em ăn học bao nhiêu lâu rồi, vậy em dám đe dọa cắt đứt tình cảm với chị của em. Anh nghĩ là chị em không có lý do gì lo cho em ở đâu. Thì đi thôi. Lan, sao mấy ngày hôm nay anh gọi em mà em không nghe máy? Tôi... Đây là ai? Sao hai người thân thiết vậy? Tôi đi đâu làm gì thì liên quan gì đến anh chứ? Sao em lại nói như thế? Anh là người yêu của em cơ mà. Cái loại nghèo hèn như anh mà xứng đáng để yêu tôi à? Anh mau cút đi. Lan, đây có phải là cái thằng bồ mà không một xu dính túi của em đấy không? Vâng. Em đúng là hối hận vì trước em đã yêu anh ta đấy. Yên tâm, từ bây giờ anh sẽ lo đầy đủ cho em nhé. Vâng ạ. Lan, em giải thích ngay đi. Anh nhìn thấy rồi mà còn không hiểu à? Đây là anh Hải, người yêu mới của tôi. Còn anh chỉ là thằng người yêu cũ thôi. Anh mau cút đi lên đi. Lan ơi,
Em không đồng ý. Chúng ta vẫn đang rất là bình thường mà em. Chúng ta đang yêu nhau rất là bình thường mà. Em muốn mua túi đúng không? Đi, anh dẫn em đi mua. Đấy. Mày không lo được cho Lan ấy, thì để tao lo. Lan nó xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, đúng không? Trời ơi. Mày cướp người yêu của tao còn dở cái giọng ấy lên à? Anh Tuy, dừng lại đi. Dừng tay, dừng tay lại. Trước kia anh yêu thương chiều chuộng em như thế, mà bây giờ em đối xử với anh như vậy à? Yêu một thằng tệ như anh, tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Mình chia tay đi, đừng tìm tôi nữa, đừng làm phiền tôi nữa. Anh Hải, đi thôi. Dành con mấy cái trường đấy. Cô người yêu kia của cậu ấy đã đến trả nhà tôi rồi. Cô ta còn phá hết đồ đạc trong nhà của tôi cơ. Cậu mau trả tiền nhà tháng này rồi cút đi đi. Mày đúng là ngu ngốc à. Ai cho phép mày không nghe lời cơ chứ? Duy, em có làm sao không? Chị Chi, em xin lỗi chị ạ. Em xin lỗi vì đã không nghe lời anh chị. Chị tha lỗi cho em nhá. Chị không trách em đâu. Chuyện cũng qua rồi mà. Sau này đừng như thế nữa là được. Kẻo không chị giận đấy. Em biết rồi ạ. Em hứa là sau này em sẽ không như thế nữa. Được rồi, biết sai thì sửa. Sau này đừng mà chơi bời nữa. Thì em về công ty làm việc đi. Em cảm ơn anh chị ạ. Em hứa là sau này em sẽ chăm chỉ học hành thật tốt ạ. Để không phụ lòng anh chị ạ. Bây giờ cũng muộn rồi. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước nhá. Dạ vâng ạ. Mấy người làm cái gì đấy? Chúng tôi đang ngạc nhiên vì một thằng có bất có bơ như anh mà hôm nay lại ăn mặc sang chảnh phết thế nhỉ? Tôi như thế nào thì cũng không liên quan gì đến hai người. Tôi đang đợi đối tác. Phiền hai người đừng đứng chắn trước mặt tôi. Hai, cái thằng như mày mà có tư cách đứng ở đây để vênh vào với bọn tao được hả? Cút đi cho khác! Anh! Có chuyện gì thế? Lâu không gặp. Nhìn cô vẫn đáng ghét như ngày nào nhỉ? Này! Im cái mục lên làm sao đấy? Chị ạ? Bây giờ thì chị em mình bàn hợp đồng được chứ hả chị? Hai người vừa nói chuyện gì với em trai của tôi thế? Đây là em trai của chị ạ? Đúng. Có biết gì không? Không có gì đâu ạ. Là hiểu lầm thôi hết thôi chị ạ. Cậu Duy nhỉ? Hiểu lầm thôi. Chị Chi, anh ta khinh thường và còn định đuổi em đi nữa. Lần trước em phân tích thì thấy cái dự án của công ty này cũng được. Nhưng mà không ngờ cái người đến đây để ký hợp đồng ngày hôm nay thì thái độ lại không tốt. Em nghĩ là mình nên đi tìm đối tác khác thôi ạ. Không, rồi. Đã bảo là hiểu lầm thôi mà. Cho tôi xin lỗi. Dự án lần này là do em toàn quyền quyết định. Chị tôn trọng quyết định của em. Vậy thì mình về thôi. Cậu Duy, chị! Thôi, người ta đã không coi ra gì rồi, dính vào làm cái gì nữa? Cô thì biết cái đách gì? Cái dự án này được chính xếp tổng đánh giá là rất cao và đầu tư của nó 10 tỷ rồi. Bây giờ mà không xin được hợp đồng để mà người ta tài trợ thì có mất trắng à? Cô đúng cái loại đàn bà ngu không? Từ lúc gặp cô rồi chuyện gì cũng chui dẻo ấy. Này, anh nói chuyện hẳn hoi nhá. Là do anh vô dụng, anh không lấy được hợp đồng thôi. Thì liên quan gì đến tôi mà trách tôi? Mày cầm cái mồm mày lại. Anh dám đánh tôi à? Em phải thế nào? Ổn chứ? Bây giờ em thấy rất chi là thoải mái. Thì ra có những người mà mình tưởng chừng như không quên được, nhưng lúc gặp lại thì lại thấy rất chi là bình thường. Em quên cô ấy rồi. Vậy là tốt rồi. Thôi, chúng ta đi thôi. Anh cũng đang đợi đây. Anh Duy, em biết em sai rồi ạ. Anh tha lỗi cho em được không? Mình quay lại như lúc trước nhá. Không được đâu. Tôi với cô bây giờ chỉ là quá khứ thôi. Làm ơn, đừng đến làm phiền tôi nữa. Cảm ơn cô. Anh Duy. Chị ơi, chúng ta đi thôi. Kéo anh rể lại chờ lâu.